Chào các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng 4 âm lịch, là ngày Phật đản. Thì gia đình mình là những đứa con của Phật đã được quy thọ Pháp ở Việt Nam. Thì hôm nay mình ở gia đình Rô, mình sẽ đi gia đình mình sẽ đi tới một cái chùa gọi là Tây Lai Tự ở vùng Los Angeles nha các bạn ha. Cái chùa này thì cách cái nơi ở của mình gia đình Rô thì đi khoảng chừng 30 phút. Mình sẽ quay con đường này để các bạn xem trên đường đi tới Tây Lai Tự nha các bạn ha. Và trên đường đi mình sẽ giới thiệu về Tây Lai Tự. Quay trên đoạn đường đi tới chùa Tây Lai nha. Trên đường đi này thì mình sẽ giới thiệu những cái thông tin về chùa Tây Lai nha. Chùa Tây Lai đó là một cái chùa ở Đài Loan, ở trên vùng đất Mỹ. Chùa Tây Lai còn gọi là chùa Đài Loan, nó nằm trên ở vùng núi Hacienda hay ở vùng Los Angeles, Nam California. Thu hút rất nhiều là khách du lịch Đài Loan đến đây tham quan và khám phá nha các bạn. Kể cả những cái khách người Việt ở Nam California này. Chùa Tây Lai thì do Đại sư Tịnh Vân sáng lập, hay nói đúng hơn là từng viên gạch đụng cát đều do chính tay ông đi thỉnh về để xây chùa. Đích thân ông đã đi Ấn Độ để thỉnh những viên gạch ngũ cốc cát ở sông Hằng và trộn với đất của chùa Phật Quang mang từ Đài Loan qua để xây dựng nền móng cho ngôi chùa này. Chùa Tây Lai là một cái chùa nổi tiếng Đài Loan, được xây dựng lưng chừng núi. Muốn lên được cổng tham quan, du khách sẽ phải leo lên những bậc thang nhỏ dẫn lên chùa. Nhìn từ dưới lên chùa vô cùng uy nghi và vành tráng. Chùa được xây dựng mang đậm nét kiến trúc Phật giáo Á Đông, với mái cong lợp ngói. Qua cổng tham quan, du khách sẽ đặt chân lên Ngũ Thánh Điện, nơi thờ năm vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát tượng trưng cho sự từ bi, lòng đại nguyện, trí tuệ, đại hạnh và tâm hồn quan hỷ. Rời Ngũ Thánh Điện, du khách sẽ đến một cái khoảng sân đình rất là rộng lớn, có thể chứa đến hàng ngàn người, được dùng để tổ chức các buổi thuyết giảng hay thực hiện các nghi thức của chùa. Mặc dù được xây dựng trên nước Mỹ, nhưng ngôi chùa vẫn tổ chức các lễ hội truyền thống của người Đài Loan như Tết Nguyên Đán, Tết lễ Phật Đản, lễ tắm Phật, thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham gia. Đặc biệt, chùa Tây Lai còn thu hút nhiều tín đồ Phật giáo, nhiều lớp Phật học, lớp tọa thiền, bát quan trai, đoàn chống nhạc, đoàn hướng đạo. Tất cả các buổi học đều được thuyết trình bằng tiếng Anh, nên muốn học thử một vài buổi thì bạn có thể đăng ký tham gia. Chùa có tên gọi đầy đủ là Phật Quang Tự Tây Lai Tự, mang ý nghĩa ngôi chùa trên núi, mang ánh đạo Phật truyền bá về hướng Tây. Chùa không những là niềm tự hào của người Đài Loan mà còn là điểm du lịch thu hút du khách đến nước Mỹ. Hy vọng những thông tin mà Tiên đã cung cấp cho các bạn sẽ giúp cho các bạn được những thông tin bổ ích cho chuyến đi du lịch này. Rồi, bây giờ mình tẻ vô trong đường đi lên núi chỗ chùa Tây Lai như các bạn ha. Thì tới nơi mình sẽ cụ thể bằng những cái hình ảnh mà mình sẽ quay cho các bạn xem. Yeah.
xe đổ dần dần lên trên núi nha các bạn. Chùa nó ở lưng chừng núi, ở vùng Los Angeles. Các bạn thấy cái núi ở phía trước không? Mình sẽ lên tới đó đó. Tây Lai Tự, hay còn gọi là chùa Đại Loan nằm ở trên đó. Cửa. Dạ dạ lên trên kia để coi gì không?
có cái cửa nhỏ để thầy vô. kìa đó, thầy để hỏi thầy coi. Hôm nay thì chùa đóng cửa Đúng rồi, nha, theo lệnh của nhà nước nha các bạn ha. Nhưng mà để mình đậu xe ngoài, mình đi bộ vô coi được hay không nha, để hỏi thầy cái đã. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn ha. Mình sẽ hẹn các bạn một cái dịp nào đó mình sẽ tới cái chùa Tây Lai Tự này để mình quay cho các bạn xem cụ thể ở bên trong. Rồi, thầy xin tạm chia tay. Nếu các bạn có thấy video này hay thì hãy like, share, comment cho mọi người cùng biết. Xin chào.